Đại án Vạn Thịnh Phát, án tử dành cho Trương Mỹ Lan có đúng người, đúng tội. Bài học sâu sắc từ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, có thể thấy vụ án của bà Trương Mỹ Lan đã tốn rất nhiều giấy mực vì đây là một đại án lớn, lần đầu tiên có trong lịch sử của nước ta vì số tiền tham ô lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng, một con số khổng lồ khi biến tiền của người dân thành tiền của mình. Vậy, án tử hình dành cho bà Trương Mỹ Lan có thật sự phù hợp hay không? Có đúng người, đúng tội hay không? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngọn ngành về toàn bộ vụ án này để xem quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thích đáng với hành vi vi phạm của bà Trương Mỹ Lan hay không. Cáo trạng của đại án Vạn Thịnh Phát. Cáo trạng xác định trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay, trị giá hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng này. Đến năm 2022, nhóm của bị cáo Trương Mỹ Lan còn 1.284 khoản vay dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Thủ đoạn được bà Trương Mỹ Lan sử dụng để rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB. Thủ đoạn thứ nhất, thâu tóm cổ phần SCB bằng cách thu mua cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên. Bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu tới hơn 91,5% vốn điều lệ tại SCB. Số cổ phần này do 27 pháp nhân trong và ngoài nhà nước cùng các cá nhân đứng tên giúp bà Lan. Bản thân mình, bà Lan không ra mặt mà chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu 5% vốn điều lệ, đã được Viện Kiểm sát chứng minh. Thủ đoạn thứ hai, cài cắm nhân sự thân tín. Bà Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín vào những vị trí chủ chốt tại SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng trên một tháng và được tặng thưởng tiền cổ phần SCB. Thông qua các cá nhân này, bà Lan điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác. Sau đó, chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân. Thứ ba, thành lập 3 đơn vị chỉ để cho Vạn Thịnh Phát vay tiền để thoát ly sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo dàn lãnh đạo cấp cao của SCB thành lập 3 đơn vị cho vay với mục đích để phục vụ các khoản vay theo yêu cầu của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thủ đoạn thứ tư, tạo lập hàng trăm công ty ma. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng bao gồm 440 cá nhân và 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên để đứng tên trên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký hợp thức, chứng từ, rút, nộp tiền, mục đích nhằm tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB. Thủ đoạn thứ 5, sử dụng chồng và cháu gái giúp sức. Bị can Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, được giao quản lý điều hành hàng loạt công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, hoặc bị can Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, chủ tịch công ty đầu tư Times Square, đứng tên vay vốn hoặc lập nhiều công ty ma, tạo hồ sơ, phương án vay vốn khống, rút tiền của SCB. Thứ 6, giải ngân trước, hợp thức sau. Mỗi khi cần rút tiền, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới tại hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và SCB phối hợp với nhau để tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống. Cáo trạng đã cho thấy, tại mỗi hồ sơ vay, các cá nhân được thuê nhờ đứng tên hoặc đại diện công ty ma được gọi đến, ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký để hợp thức khoản vay. Những người này đều không được hưởng thụ và sử dụng tiền, không hề biết mình vay và nợ SCB số tiền đặc biệt lớn. Hầu hết các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước rồi mới thực hiện hợp thức sau. Thủ đoạn thứ 7, kết cấu với công ty thẩm định giá. Bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo SCB liên hệ với các công ty thẩm định giá để thông đồng nâng giá tài sản lên nhiều lần, ghi ngày, tháng phát hành các chứng từ, các chứng thư theo yêu cầu của SCB nhằm hợp thức thủ tục vay vốn.
Trong số các tài sản được bà Lan và đồng phạm sử dụng để đảm bảo cho khoản vay, nhiều tài sản đã được xác định là chưa đủ điều kiện pháp lý, đặc biệt khi cần rút các tài sản có giá trị để bán hoặc sử dụng cho mục đích khác, bà Lan ngang nhiên chỉ đạo rút các tài sản này rồi thay thế bằng các tài sản có giá trị thấp hơn. Thủ đoạn thứ 8, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân. Để hợp thức việc rút tiền từ SCB, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhân viên lập phương án thực hiện giải quỹ bằng cách lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống. Mục đích của thủ đoạn này nhằm cắt đứt và che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Thủ đoạn thứ 9, báo nợ xấu để chiếm đoạt tiền. Khi các khoản vay khống tại SCB quá hạn hoặc phải hạch toán nợ xấu nhóm 5, trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị hạn chế, bà Trương Mỹ Lan không những không trả nợ mà còn chỉ đạo đồng phạm thực hiện thủ đoạn bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản và bán nợ trả chậm cho các công ty ma do nhóm Vạn Thịnh Phát thành lập. Hành vi trên nhằm che giấu một số nợ xấu, không phải hạch toán lãi, giảm dư nợ tín dụng nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của SCB. Thủ đoạn thứ 10, hối lộ quan chức. Nghiêm trọng hơn, để che giấu hành vi phạm tội của mình, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB, một chục cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB, thông qua việc nhận tiền các cá nhân có thẩm quyền đã bưng bít che giấu sai phạm tại SCB, báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Trong số trên, chỉ tính riêng trường hợp của bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã mạnh tay chi hối lộ tới 5,2 triệu đô, tương đương với 118 tỷ đồng. Vậy thì mục đích của việc xét xử công khai đại án Vạn Thịnh Phát là gì? Đây là một trong những vụ án rất lớn mang tính lịch sử. Có những vụ án tham ô hối lộ mấy tỷ, mấy chục tỷ, trăm tỷ hay nghìn tỷ. Chúng ta đã thấy là những vụ án đáng phải lên án mạnh mẽ. Nhưng quý vị biết không, 1 triệu tỷ đồng là một con số vô cùng lớn. Một con số tham ô lần đầu tiên trong lịch sử được thực hiện trong vòng 10 năm với những thủ đoạn quá tinh vi. Thử hỏi nếu như không có sự quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, từ cơ quan nhà nước cho đến doanh nghiệp ngoài nhà nước thì thiệt hại sẽ lớn tới cỡ nào? Sẽ có bao nhiêu nạn nhân của vụ án này đau khổ đến nhường nào? Hệ lụy của nó là vô cùng lớn. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt là tiền huy động của người dân. Ngân hàng nhà nước đang phải gồng mình cho SCB vay tiền để chi trả cho người dân và không biết khi nào thu hồi được. Vậy mà có rất nhiều các ý kiến cho rằng bản án tử hình này là quá nặng đối với bà Trương Mỹ Lan vì cho rằng bà là một người Hoa gốc Việt, một doanh nhân. Vậy thì còn ai dám đầu tư vào Việt Nam để phát triển kinh tế? Nhưng quý vị thấy không, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Từ một vụ đại án lớn như thế này được đưa ra xét xử vô cùng công khai, minh bạch. Mục đích để làm gì? Để cho người dân hiểu được Đảng và Nhà nước không chỉ phát triển kinh tế mà còn lo cho đời sống của người dân, an nguy của người dân. Chúng tôi nhớ đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn về phòng chống tham nhũng, để Đảng luôn được trong sạch, vững mạnh, xây dựng phải đi liền với chống, phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ dẫn đến sự suy yếu của Đảng, trong đó có nạn tham ô, tham nhũng, thứ giặc nội xâm, giặc ở trong lòng, ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng. Đảng đang thực hiện công tác phòng chống tham ô, tham nhũng không chỉ ở cơ quan nhà nước mà cả các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thể hiện được tinh thần thượng tôn pháp luật của Việt Nam, bảo vệ cho quần chúng nhân dân chứ không bảo vệ cho lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh, chống tham nhũng phải huy động sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, của cả xã hội cùng vào cuộc, và thông qua chống tham nhũng làm cho đội ngũ của Đảng được sàng lọc, kỷ cương, kỷ luật của nhà nước được chỉnh đốn, dẫn đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được giữ vững. Chúng ta thấy bản án tử hình dành cho bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đây là một bản án đúng người, đúng tội, thể hiện được sự nghiêm minh và thượng tôn pháp luật ở Việt Nam, cũng là lời răn đe cảnh tỉnh cho những người đã, đang và sẽ có ý định có những hành vi tham ô tài sản, đưa hối lộ, tham nhũng thì nên biết dừng lại.
Giống như Tổng Bí Thư từng chia sẻ, nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi thì tốt nhất là xin thôi. Thực tế, ta đã xử lý rồi, đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu phải cứ cốt xử nặng. Hiện nay, việc này đã tạo sức răn đe, cảm hóa rất lớn, đi vào nề nếp ở các cấp, các ngành, một bản án đúng người, đúng tội. Còn quý vị nghĩ sao về bản án này? Hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Nhận hối lộ, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng. Ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định về công tác nhân sự. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bà Lan là cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Nghị quyết nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và bà Hoàng Thị Thúy Lan theo trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp về quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Cùng bị tạm giam về tội danh này còn có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Hiện 15 người đã bị bắt, trong đó riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy Ma Thít tỉnh Vĩnh Long bị điều tra tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Theo người phát ngôn Bộ Công an, Tô Ân Sô, tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu, biệt danh là Hậu Pháo, làm chủ tịch hội đồng quản trị, hoạt động từ năm 2004 trong phạm vi cấp huyện. 11 năm sau, Phúc Sơn vươn lên mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình trên khắp cả nước. Hiện có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Ở vụ án đang điều tra, cảnh sát mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, song xác định Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, quê Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Xuất thân từ giáo viên cấp 2, bà Lan sau đó giữ nhiều chức vụ trong tổ chức đoàn rồi làm trưởng ban dân vận, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 2 năm 2015 đến khi bị bắt, bà làm bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đầu năm 2021, bà Thúy Lan vướng lùm xùm khi con gái Trần Huyền Trang, 31 tuổi, được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện sai phạm, con gái bà Lan đã rút quyết định bổ nhiệm. Bà Lan là bí thư tỉnh ủy đương nhiệm thứ 5 bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó vào tháng 7 năm 2021, bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả các chức vụ trong đảng, sau đó nhận 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cuối năm 2022, bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khai trừ ra khỏi đảng. Gần một năm sau, ông Thăng lĩnh 5 năm tù do nhận 4 tỷ đồng và chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu trong vụ Việt Á. Tháng 10 năm 2023, bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cách tất cả các chức vụ trong đảng do giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực. Ông Thọ sau đó bị tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong vụ án Xuyên Việt Oil. Tháng 1 năm 2024, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị khai trừ ra khỏi đảng sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Ông Quận bị cáo buộc có sai phạm trong việc chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến siêu dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị mức án tử hình. Quá cao tay, bà Trương Mỹ Lan dùng chiêu này để thoát án tử hình. Liệu có thành? Kính chào quý vị cô bác đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Thưa cô bác, trong 3 tháng đầu năm, một trong những vụ đại án kinh khủng nhất và được nhắc tới nhiều nhất chắc chắn đó chính là Vạn Thịnh Phát.
tới nay, dù biết bà Trương Mỹ Lan mang trọng tội mà mức án cao nhất là tử hình đi chăng nữa, thì cũng là một điều hết sức bình thường và công tâm. Tuy nhiên, thật bất ngờ vì trong phiên tòa xét xử gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 3, cơ hội sống của bà Lan bất ngờ được tăng cao khi bà dùng kế sách cuối cùng là sử dụng tài sản đang có để khắc phục hậu quả do mình gây ra. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đối với Trương Mỹ Lan, bịu cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, phạm tội có tổ chức, không thành khẩn, khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo bị đề nghị là tử hình. Theo các tài liệu xác định, từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB đã sử dụng doanh nghiệp này như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Với thủ đoạn chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền. Trong đó, từ năm 2012 đến năm 2017, bị cáo này đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này dư nợ hơn 132 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo, các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, 542.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Trong thời gian dài thâu tóm SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng dư nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, Viện Kiểm soát xác định thiệt hại của vụ án là hơn 498.000 tỷ đồng. Trên cơ sở xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, sau khi cấn trừ đi giá trị của các tài sản đảm bảo, các bị cáo Đinh Văn Thành đang bị truy nã, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng đều là người có trình độ, nhận thức đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức được hành vi nào được phép và hành vi nào là trái pháp luật. Tuy vậy, hành vi của các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe. Với các bị cáo đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú nhưng các bị cáo từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. Các lãnh đạo ngân hàng SCB với động cơ giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Viện Kiểm sát đánh giá, tuy thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết vụ án. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như có tổ chức, phạm tội nhiều lần trong thời gian dài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên cần phải có mức án tương xứng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tuyên Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng và các cựu chủ tịch SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc mức án tù chung thân về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB bị đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xác định thực hiện chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng các công ty ma và giúp bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng gây thiệt hại 25 tỷ của bà Lan. Từ đó, Viện Kiểm soát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Ông Chu Lập Cơ, tỷ phú Hồng Kông, chồng bà Trương Mỹ Lan đã giúp sức cho bà Lan hàng chục khoản vay gây thiệt hại cho SCB 9.100
16 tỷ đồng. Bị cáo này bị đề nghị mức án 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đối với nhóm bị cáo, cựu cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo này nhận tiền hối lộ, các lợi ích vật chất từ SCB nên đã sửa kết quả thanh tra nhằm che giấu sai phạm của ngân hàng này, tạo điều kiện cho SCB tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nhằm rút tiền ngân hàng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra mức án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù. Các bị cáo khác, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án thấp nhất là 3 năm tù, cho hưởng án treo tùy theo mức độ phạm tội khác nhau. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị bất thường chiều ngày 20 tháng 3 sau khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát ngay sau cuộc họp, cho biết, Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước cũng như cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ chức vụ, được phân công và nghỉ công tác. Đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Do đó, quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành. Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 hồi đầu tháng 3 năm 2023 cho đến khi được đồng ý thôi giữ cương vị Chủ tịch nước được hơn một năm, ngày 20 tháng 3 năm 2024. Hơn một năm trước, vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ. Ông Võ Văn Thưởng, 54 tuổi, là thạc sĩ triết học, quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10 lúc 36 tuổi, Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 12, 14, 15, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 12, 13. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Việc này căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2021-2026, bà Xuân được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Tháng 1 năm 2023, bà giữ quyền Chủ tịch nước trong hơn một tháng, từ lúc Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho đến khi bầu ông Võ Văn Thưởng đảm nhiệm cương vị. Bà Võ Thị Ánh Xuân, 54 tuổi, cử nhân, sư phạm hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12, 13, khóa 11 dự khuyết, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Bà Xuân xuất thân là giáo viên cấp 2 ở thị xã Long Xuyên. Sau đó, bà kiêm qua nhiều chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh ủy An Giang. Tháng 4 năm 2021, bà được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước ở tuổi 51 và làm Phó Chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử. Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, khi đó đánh giá bà Võ Thị Ánh Xuân đã thể hiện được năng lực qua nhiều vị trí công tác và hội tụ đủ 5 chữ T bao gồm trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công. Trong gần 3 năm giữ cương vị Phó Chủ tịch nước, bà Xuân có nhiều chuyến công du đến các nước như Bulgaria, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Kazakhstan, tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2021-2023 tại Bồ Đào Nha và UAE. Trên cương vị quyền Chủ tịch nước, tháng 2 năm 2023, bà đã trao quyết định bổ nhiệm 13 đại sứ mới ở Việt Nam tại nước ngoài. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị bất thường chiều ngày 20 tháng 3 sau khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát ngay sau cuộc họp, cho biết Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước cũng như cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ chức vụ, được phân công và nghỉ công tác. Đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Do đó, quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành. Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 hồi đầu tháng 3 năm 2023 cho đến khi được đồng ý thôi giữ cương vị Chủ tịch nước được hơn một năm, ngày 20 tháng 3 năm 2024. Hơn một năm trước, vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ. Ông Võ Văn Thưởng, 54 tuổi, là thạc sĩ triết học, quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10 lúc 36 tuổi, Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 12, 14, 15, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 12, 13.
Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Án tử hình đầu tiên trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực của nước ta. Hơn 70 năm trước đã có một vụ án chống tham nhũng đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một vụ xét xử kịp thời thể hiện được quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền non trẻ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo. Bản án tử hình đầu tiên trong công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, đó chính là vụ án tham nhũng của Trần Dụ Châu, một đại tá quân đội, Cục trưởng Cục Quân nhu Bộ Quốc phòng. Trần Dụ Châu sinh năm 1906 tại Nghệ An. Năm 1930, ông làm thư ký cho Tòa sứ Pháp, viết bài cho báo Thanh Nghệ Tĩnh. Năm 1932, Trần Dụ Châu làm nhân viên quận Hỏa ra Bắc Trung Kỳ. Tháng 3 năm 1945 làm trưởng phòng kế toán quận Hỏa Sa Bắc Trung Kỳ. Năm 1944, Trần Dụ Châu được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1945, sau cách mạng tháng 8, Trần Dụ Châu hoạt động trong Ủy ban Công sở Nha Hỏa Sa Việt Nam và cùng Hội Công nhân Cứu quốc Hỏa Sa. Ngày toàn quốc kháng chiến ra miền Bắc, Châu được giao việc tổ chức một kho hàng lớn, hàng ngàn tấn gạo, muối ở Vân Đình, Hà Đông, đưa lên Việt Bắc cho quân đội nhân dân Việt Nam. Từ năm 1946, Trần Dụ Châu làm giám đốc nha quân nhu quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 19 tháng 3 năm 1947, Châu được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử giữ chức Cục trưởng Cục Quân nhu Bộ Quốc phòng. Tháng 7 năm 1950, được phong hàm đại tá, Cục trưởng Cục Quân trang Tổng cục cung cấp. Trong quá trình làm việc, do có hành vi tham nhũng quân nhu nên bị Cục trưởng Cục Quân Pháp Phạm Trinh Cán bắt giam và điều tra, đưa ra truy tố trước tòa án binh. Ngày 5 tháng 9 năm 1950 tại thị xã Thái Nguyên, Trần Dụ Châu bị kết án tử hình tại phiên tòa đặc biệt xử vụ tham nhũng của tòa án binh tối cao. Châu bị tước quân hàm đại tá và khai trừ ra khỏi đảng ngay tại phiên tòa. Ngày 6 tháng 9 năm 1950, Trần Dụ Châu bị thi hành án bằng xử bắn tại Thái Nguyên. Vụ án được phát hiện từ bức thư của đại biểu Quốc hội, nhà thơ Đoàn Phú Tứ gửi tới Bác Hồ. Nội dung bức thư như sau. Gần đây, đại tá Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu đã gây nhiều dư luận bất bình trong anh em quân đội. Châu đã dùng quyền lực ban phát, ăn, mặc, nên Châu đã giở trò ăn cắp công quỹ. Cứ mỗi cái màn cấp cho bộ đội, Châu ăn bớt 2 tấc vải xô, nên cứ ngồi lên là đầu chạm đỉnh màn. Còn áo trấn thủ, Châu ăn cắp bông lót rồi độn bao tải vào. Nhiều người biết đấy, nhưng không dám ho he. Cháu và một đoàn nhà văn đi thăm bộ đội, vừa đi chiến đấu trở về, cháu đã khóc nức lên khi thấy thương binh thiếu thuốc men, bông băng, hầu như hết chiến sĩ đều rách rưới, võ vàng vì đói rét, chỉ còn mắt với răng, mà mùa đông rét buốt ở chiến khu lạnh lắm, tới mức nước đóng băng. Cháu được Trần Dụ Châu mời về dự tiệc cưới của cán bộ dưới quyền tổ chức ngay ở chiến khu. Trên những dãy bàn dài tít tắp, xếp kín chim quay, gà tần, vây bóng, giò chả, nấm hương, thịt bò thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng, hoa ngọc hà dưới Hà Nội cũng kịp đưa lên. Ban nhạc Cảnh Thân được mời từ khu 3 lên tấu nhạc réo rắt. Trần Dụ Châu mặc quân phục đại tá, cưỡi ngựa hồng, súng lục côn bát đến dự. Trần Dụ Châu ngạo mạn mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ đọc thơ mừng hôn lễ. Với lòng tự trọng của mình, đương kim là đại biểu Quốc hội, nhà thơ đã thẳng thắn, dũng cảm xuất khẩu thành thơ. Bữa tiệc cưới của chúng ta sắp chén đẫy hôm nay được dọn bằng xương máu của các chiến sĩ. Sau khi nhà thơ vừa dứt lời, một vệ sĩ của Châu đã tát vào mặt nhà thơ và quát to, nói láo. Nhà thơ tức tối bỏ ra ngoài và viết thư tố cáo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi đọc kỹ bức thư, Hồ Chủ tịch đã trao cho Thiếu tướng Trần Tử Bình, lúc đó đang là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Quân đội. Bác nói, đây là bức thư của một nhà thơ gửi cho bác. Bác đã đọc kỹ lá thư và rất đau lòng.
Sau đó, bác giao cho thiếu tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc để xử lý. Công tác thanh tra vụ tiêu cực ở Cục Quân Nhu được tiến hành một cách khẩn trương, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ từ khu 4, khu 3 gửi lên. Trần Dụ Châu hiện nguyên hình là một tên gian hùng, trác táng, phản bội lại lòng tin của Đảng, của bác, quân đội và nhân dân. Trước sự thật đau lòng này, bác Hồ dứt khoát nói, một cái ung nhọt dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan, nguy hiểm. Trần Dụ Châu đã bị tòa án binh tối cao phạt án tử hình, đồng thời bị tước danh hiệu quân nhân, tước quân hàm đại tá theo công lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai đồng bọn của Châu bị phạt án tù 10 năm. Trần Dụ Châu gửi đơn ân giảm án tử hình lên Hồ Chủ tịch. Ngày làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu cần, xét lá đơn của tử tù Trần Dụ Châu, bác chỉ cho đồng chí Ninh thấy một cây xoan đang héo lá, uống ngọn và hỏi lý do tại sao cây xoan sắp chết. Đồng chí Trần Đăng Ninh trả lời, dạ thưa bác, vì thân cây đã bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa. Thế theo chú, muốn cứu cái cây ta phải làm gì? Dạ thưa bác, phải bắt, phải giết hết những con sâu đó đi ạ. Bác gật đầu nói, chú nói đúng. Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo. Với nhận định trên, bác đã ký quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Trần Dụ Châu. Câu chuyện về tham nhũng và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xử lý những cán bộ tha hóa biến chất đến nay vẫn là một bài học kinh nghiệm còn sâu sắc giá trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ là gốc của mọi việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Người phê phán cán bộ thoái hóa mô tả họ là những người vác mặt quan, cách mệnh để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, dán trên trán hai chữ Cộng sản để lòe dân. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm uốn nắn cán bộ, tránh cho họ khỏi đi vào con đường tham ô, lãng phí, quan liêu. Người gọi các tệ nạn đó là giặc nội xâm, coi loại giặc này nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm vì nó phá ta từ bên trong. Để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tha hóa quyền lực, nhất là lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng quyền lực, tham ô, hống hách của cán bộ, đảng viên nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng, người đòi hỏi các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cũng vậy, trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nhấn mạnh, cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể. Căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, cần chú trọng đến năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, kết hợp với yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Tổng Bí thư cũng nói, trước đòi hỏi của thực tiễn cách mạng hơn lúc nào hết, Đảng ta cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát, chống chạy chức, chạy quyền, không để lọt những người không xứng đáng, cũng không để sót những cán bộ thực sự có đức, có tài. Kiên quyết đấu tranh xử lý thật nghiêm những hành vi tham nhũng tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và thực tế cho thấy có rất nhiều những hành vi tham nhũng tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những năm qua đã được Đảng và Nhà nước đưa ra ánh sáng và bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh công cuộc chống tham nhũng, giặc nội xâm ở nước ta chỉ thành công khi toàn bộ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, đảng gương mẫu, nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tu dưỡng đạo đức, lối sống, một lòng một dạ vì lợi ích chung của nhân dân và toàn dân tộc. Và chúng tôi thực sự rất tin tưởng vào những điều mà chiến dịch phòng chống tham nhũng đang diễn ra. Còn bạn nghĩ sao về chiến dịch này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé.
Sau ông Thưởng, ai sẽ là người tiếp theo bị bác Trọng cho vào lò? Quý vị thân mến, nhìn lại chặng đường thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực là vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm kết hợp giữa đồng bộ xây và chống, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa, giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục, giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và của cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. Thời gian gần đây, đối với các vụ án kinh tế, chức vụ tham nhũng xảy ra với một số tiền thiệt hại rất lớn, đặc biệt lớn. Hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực lớn bị xử lý trong thời gian qua, chẳng hạn như vụ công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là công ty AIC, vụ chuyến bay giải cứu, vụ kit test Việt Á, hay là vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Tân Hoàng Minh, hay là tập đoàn FLC, hàng loạt các cán bộ cao cấp lần lượt bay ghế và phải chịu những hình thức xử phạt thích đáng của pháp luật Việt Nam về những vụ án tham nhũng lớn với con số lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, cũng bị bác Trọng cho vào lò đốt tham nhũng một cách triệt để, không khoan nhượng, không ngoại lệ, không có vùng cấm. Mới đây nhất là vụ việc ông Võ Văn Thưởng xin từ chức Chủ tịch nước khi mới nhận chức được hơn một năm vì nhiều lý do nên phải chịu trách nhiệm. Vậy sau ông Thưởng, ai sẽ là người tiếp theo mà bác Trọng cho vào lò? Những nhân vật tầm cỡ nào đang bị rơi vào tầm ngắm? Mới đây nhất, kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 thực hiện các nội dung cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Một năm qua, cả nước đã chứng kiến rất nhiều đại án làm chấn động cả nước. Thứ nhất, kỷ lục về số tiền đưa và nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố với 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Nữ đại gia này bị cáo buộc sử dụng hệ sinh thái khoảng 1.000 công ty để lập khống các hợp đồng tín dụng, rồi rút 1 triệu tỷ đồng ra khỏi ngân hàng SCB, từ đó chiếm đoạt hơn 304 tỷ đồng tiêu dùng cá nhân. Để che đậy hành vi phạm tội của mình, bà Trương Mỹ Lan đã chi rất nhiều tiền và quà tặng giá trị cho toàn bộ 18 thành viên của đoàn thanh tra, trong đó lót tay bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, 5,2 triệu đô tương đương với gần 130 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đánh giá đây là khoản nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay của các cựu quan chức. Vụ án thứ hai, ba cựu ủy viên trung ương hầu tòa, đại án Việt Á, cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và 36 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thông qua thư ký của mình để gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ với tổng số tiền là 2,25 triệu đô tương đương với 51,1 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lĩnh án 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 200.000 đô, Chu Ngọc Anh lĩnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng lĩnh án 5 năm tù.
Hay vụ chuyến bay giải cứu, vụ án có 25 bị cáo là các quan chức cấp cao, cán bộ được giao các trọng trách thực hiện việc xét duyệt hồ sơ, các chuyến bay combo đưa công dân về nước đã cố tình nhũng nhiễu gây khó khăn để nhận hối lộ của các doanh nghiệp với tổng số tiền lên đến gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Hay vụ thứ tư đó là vụ cha con của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thao túng trái phiếu lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư. Hay là vụ việc Trịnh Văn Quyết FLC thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỷ đồng. Đây đều là những vụ đại án lớn thu hút sự quan tâm của dư luận đều đã được đưa vào xét xử, từ đó thấy được sự kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thấy được sự nhất quán của người đứng đầu đảng ta về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Gia thế cực khủng của ông Võ Văn Thưởng. Những ngày vừa qua, cả nước đều hướng về việc ông Võ Văn Thưởng xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng là một cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng được sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng, với nhiều nhà chính trị tài ba luôn cống hiến cho đất nước. Ông là cháu ngoại của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, có nhiều công lao trong việc đổi mới kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tên thật là Phan Văn Hòa, là một nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam, thời còn công việc kháng chiến. Cụ có bí danh là Sáu Dân, Chín Dũng. Cụ sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922, mất vào ngày 11 tháng 6 năm 2008. Cụ chính là Thủ tướng thứ tư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 đến 25 tháng 9 năm 1997. Võ Văn Kiệt là một trong những người đã đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở đất nước ta. Cả cuộc đời ông cống hiến cho sự phát triển của quốc gia, ông cũng là tổng công trình sự của nhiều dự án đổi mới táo bạo. Cố Thủ tướng còn là cựu lãnh đạo Việt Nam đầu tiên công khai đặt vướng mắc hòa hợp, giảng hòa dân tộc. Tháng 12 năm 1997, ông được trao tặng huân chương sao vàng cùng với nhiều huân chương cao quý khác. Tên tuổi của ông cũng đều được đặt vào rất nhiều con đường lớn ở nước ta. Những câu nói của cố Thủ tướng vẫn sâu sắc cho đến ngày hôm nay, có thể nói đến không ai chọn cửa mà sinh ra, hay thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em. Ông là một cán bộ cách mạng, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Sau đó, ông làm việc trong các cơ quan chính trị và quân sự của Đảng và Nhà nước. Ông từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng là con trai của ông Võ Trần Chí và bà Nguyễn Thị Kim Chi, hai cán bộ cách mạng từng tham gia vào kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam và làm việc trong các cơ quan chính trị và quân sự của Đảng và Nhà nước. Ông cũng có một người anh trai là Võ Trần Quý, hiện đang làm việc tại Bộ Ngoại giao. Ông Võ Văn Thưởng không chỉ kế thừa được những phẩm chất tốt đẹp của gia đình mà còn có sự nỗ lực, thành tích riêng trong sự nghiệp chính trị của ông. Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi và tài năng của Việt Nam, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng như là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông từng giữ chức vụ Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những vi phạm và khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra những dư luận rất xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ ràng trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng được thôi giữ các chức vụ trên. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Rất đáng tiếc ông không giữ vững được
lực tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ như các bậc đi trước đã làm được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh Ban chấp hành Trung ương phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất, cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho toàn đảng về tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, toàn dân, đủ uy tín, đủ năng lực để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Vậy ai trong số các ủy viên Bộ Chính trị có đầy đủ đức, đủ tài, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, không tham vọng về quyền lực, có đầy đủ nhiệt huyết và trách nhiệm cao đối với công việc, là trung tâm đoàn kết và gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, lãng phí, cơ hội hay vụ lợi? Bạn nghĩ đó sẽ là ai? Hãy để lại bình luận của bạn để mọi người cùng được biết nhé! Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Sáng ngày 21 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại phiên họp, Quốc hội cũng xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Trước đó, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, xin nghỉ công tác và được Ban chấp hành Trung ương đồng ý. Ngày 20 tháng 3, Trung ương cũng họp xem xét và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được Trung ương ghi nhận có sự trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, ông Thưởng đã có những vi phạm quy định về điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng theo Ban chấp hành Trung ương đã gây ra dư luận rất xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long, là cử nhân triết học, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn. Vậy sau khi ông Thưởng rời ghế Chủ tịch nước, ai sẽ là người đủ tiêu chuẩn để nhận chức danh Chủ tịch nước theo điểm 2.4 mục 2 phần 1 quy định 214 quyết định của Trung ương năm 2020 để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì cần phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, chức năng, phẩm chất, năng lực như sau: có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn đảng, toàn dân, có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết giữa các lực lượng xã hội và cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành trung ương, tham gia vào Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trở thành người đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định. Dưới đây là một vài thông tin về các vụ án kinh tế. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sự thật chấn động về quan bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, khúc củi tươi mới được cho vào lò. Quý vị thân mến, quan bà Hoàng Thị Thúy Lan là khúc củi vừa bị cho vào lò đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Vị bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc này cùng với hàng loạt các lãnh đạo cộng cán đã bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước, chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm, và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công cuộc chống tham nhũng là không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm, kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.
để hiểu rõ tường tận về quan bà Hoàng Thị Thúy Lan có thân phận gì, quá trình bà ta lộng hành và thực hiện tội ác của mình ra sao, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nếu quý vị muốn xử vụ này thật nghiêm minh, hãy cùng bình luận số 1 xuống bên dưới để mọi người cùng được biết nhé. Sau khi bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ và bị Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, quan bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Trước khi bị bãi nhiệm, bà Hoàng Thị Thúy Lan là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quyết định được đưa ra tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 6 diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Điều 7 Hiến pháp năm 2013 quy định về việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định về đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc bị cử tri bãi nhiệm. Trường hợp Quốc hội bãi nhiệm, việc này phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Tại hội nghị Trung ương diễn ra một ngày trước, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, theo kết luận của Ban chấp hành Trung ương. Trung ương cũng cho rằng bà Lan đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Những vi phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan theo ban lãnh đạo Trung ương gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Hôm ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, khi đó là Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt và khởi tố với bà Lan có ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Lan, cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Việc khởi tố, bắt giam hai lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu Pháo là ai? Ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Quê gốc của Hậu ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 6 tháng 1 năm 2004, Hậu thành lập công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Phúc Sơn. Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn là tập đoàn bất động sản lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ là 1.600 tỷ đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo. Đây là kết quả sau khi Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn về tội danh trên.